Cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ xin kính chào quý hàng. Và hôm nay cơ sở em xin gửi đến cho quý vị một bức tranh được sơn son thiết vàng rất là đẹp. Và một bức tranh hôm nay em giới thiệu để cho quý vị là một mẫu tranh chữ Phật tâm. Và qua video này thì em sẽ review trực tiếp cho quý vị và em sẽ báo giá cho quý vị ở cuối video. Thì quý vị có thể xem hết video để cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho không gian nhà một bức tranh để quý vị treo rất là đẹp. Và bức tranh hôm nay em giới thiệu được cho quý vị là một bức tranh với chữ Phật tâm với chiều cao là cao 1m05, rộng 57 và chiều dày của phần khung là dày 3/3 và phần lòng tranh là dày 1/8. Được cơ sở chúng em làm chủ yếu là gỗ lim quý vị nhé. Và bộ tranh này có gì đặc biệt thì em sẽ mời quý vị cùng em theo dõi video cận cảnh về bộ tranh sơn son thiết vàng này. Và bộ tranh hôm nay em giới thiệu đến cho quý vị, đó đầu tiên em giới thiệu đến cho quý vị đó chính là phần khung. Phần khung là hình ảnh tùng, cúc, trúc, mai. Được cơ sở chúng em làm bao quanh phần khung đại diện cho bốn mùa, một hình ảnh rất là đẹp và ý nghĩa, đục chạm nền nổi. Và phía trên phía dưới là hình ảnh dải dưa cuốn thư. Đây, quý vị có thể thấy được làm rất là uyển chuyển và mềm mại. Và phía lòng tranh là hình ảnh tranh chữ, đó chính là chữ Phật tâm, được tỉa trên một mặt phẳng liền quý vị nhé. Đây quý vị, em sẽ quay phần mặt nghiêng cho quý vị. Tỉa trên một mặt phẳng và phía lòng chữ thì được sơn son thiết vàng với màu vàng, và phần lòng ngoài là được làm theo lối màu đen để tạo điểm nhấn cho những phần hoa văn. Được cơ sở chúng em sơn son thiết vàng. Và chất liệu cơ sở chúng em làm trên bộ tranh Phật tâm này đó chính là chất liệu gỗ lim quý vị nhá. Em sẽ quay các góc cạnh để cho quý vị cùng theo dõi về sản phẩm. Đây là một mẫu tranh rất là đẹp để quý vị có thể treo trong không gian phòng khách hoặc là phòng làm việc. Một hình ảnh chữ Phật tâm rất là ý nghĩa. Em đang quay một cách rất là chi tiết và rõ nét cho quý vị khách hàng. Đây là phần khung quý vị nhá. Phần khung rất là dày và được làm khung bao. Phần lòng tranh là một tấm liền. Một tấm liền. Đó, em vừa quay cho quý vị tổng thể về bức tranh Phật tâm này. Và cơ sở chúng em đang giao lưu với bức tranh Phật tâm này là giá 3,7 triệu quý vị nhá. Thì em cơ sở chúng em sẽ bao ship cho quý vị trên toàn quốc. Và nếu quý hàng nào có nhu cầu quan tâm về bức tranh Phật tâm này hoặc quý vị cần thông tin cụ thể chi tiết hơn thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua em qua số Zalo là 0979839286, 0825232888 và 0378759562 thì em sẽ tư vấn hỗ trợ và nhắn tin trực tiếp cho quý hàng với những hình ảnh thông tin cụ thể về sản phẩm. Và quý vị có thể gửi địa chỉ cho em thì em sẽ giao hàng tận nhà cho quý vị để quý vị nhận được một bức tranh với giá chỉ 3,7 triệu. Xin mời ạ.